phong độ đến đâu mà làm những việc này thì phụ nữ họ cũng chạy mất dép. Bạn đang chuẩn bị bước vào mối quan hệ với một người phụ nữ và rất mong muốn ghi được những điểm cộng trong mắt của nàng. Và nếu như bạn đang đứng trước những băn khoăn về việc nên làm gì và không nên làm gì trong buổi hẹn đầu tiên, thì cùng với chúng tôi điểm mặt nhanh những lý do hàng đầu khiến cho phái mạnh mất điểm trong mắt nàng trong buổi hẹn đầu tiên. Bởi vì dù ở lứa tuổi nào thì buổi hẹn đầu tiên bắt đầu cho một mối quan hệ mới cũng đều có chút khó khăn. Cũng có những người thành công mỹ mãn, nhưng cũng có những người bị gạch tên ngay sau những giây phút này. Hãy cùng với chúng tôi đến với những điều phụ nữ ghét cay ghét đắng nhất. Mà dù nếu như đàn ông có phong độ đẹp trai đến đâu mà làm những việc này thì chị em cũng chán nản. Điều đầu tiên đó là đến muộn. Không có một người phụ nữ nào thích chờ đợi cả, trong khi thực tế tất cả các nàng thường xuyên để người khác phải chờ đợi. Sự không công bằng này là một thực tế và phái nam cần phải chấp nhận đó. Nếu như ngay trong buổi hẹn đầu tiên mà bạn đã để người phụ nữ của mình phải chờ đợi thì sẽ bị quy kết cho rất nhiều tội trạng không thể tha thứ. Tốt nhất hãy đến sớm hơn khoảng 10 phút, vừa thể hiện được sự trân trọng, vừa thể hiện được rằng người phụ nữ này rất quan trọng trong lần hẹn hò này với bạn. Như thế thì người phụ nữ sẽ cảm giác mình được trân trọng hơn. Và đương nhiên, tình cảm và những thiện cảm cô ấy dành cho bạn cũng tăng lên đáng kể. Điều kinh kỵ thứ hai khi mà bạn gặp gỡ một người phụ nữ đó chính là đừng có tỏ ra một vẻ bề ngoài quá lôi thôi lếch thếch, thiếu gọn gàng và sạch sẽ. Nếu chọn một điều mà người phụ nữ ghét nhất thì đó chính là gặp phải một người đàn ông lôi thôi, luộm thuộm và kém thơm. Nếu như đây là lần hẹn hò đầu tiên thì hãy chắc chắn rằng bạn đang mặc một bộ quần áo thật gọn gàng, sạch sẽ, cắt tóc, cạo râu trước khi đến điểm hẹn. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đó là hình ảnh mà người ta sẽ nhớ mãi ở trong đầu. Phụ nữ họ rất chú ý tới những người đàn ông có vẻ bề ngoài ít nhất là cũng phải biết vệ sinh sạch sẽ. Nếu như bạn là một anh chàng yêu cuộc sống thoải mái, một tuần chỉ mặc đi mặc lại từ 1 đến 2 cái quần, thì cơ hội khiến cho các cô gái mới hẹn hò lần sau với bạn rất ít. Đừng tin những lời đồn thổi rằng phụ nữ chỉ thích những anh chàng bừa bãi, nhếch nhác. Họ có thể thích những người đàn ông đẹp trai, hơi bụi bặm, nhưng khi ở gần những người đàn ông mà bẩn thỉu thì họ lại muốn lùi xa. Họ thích những anh chàng sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Hãy nhớ điều này nhé. Điều thứ ba mà nếu như bạn làm thì chị em phụ nữ chắc chắn cũng sẽ không gọi cho bạn lần thứ hai. Đó chính là khi mà bạn cứ tỏ ra quá gần gũi, quá thân mật và quá xuồng xã. Việc mình nông mới quen tỏ ra quá háo hức với đối tác, đó không bao giờ là một tín hiệu tốt cả. Người phụ nữ sẽ hiểu rằng bạn có thể đang có những hành động này như thể bạn muốn ăn tươi nuốt sống họ, muốn đưa họ lên giường càng sớm càng tốt vậy. Nếu như bạn luôn là người nhìn sâu vào mắt phụ nữ ngay từ lần hẹn hò đầu tiên, nói với cô ấy rằng bạn không cảm thấy rung động với ai đặc biệt ngoài cô ấy. Với những lời nói đường mật như vậy thì tôi tin rằng không có nhiều người phụ nữ họ có thể không đặt dấu hỏi với câu nói này của bạn đâu. Mới đầu có thể là phụ nữ họ sẽ cảm thấy bạn là một người vô cùng tình cảm. Ngay cả đối với những người con gái thận trọng nhất thì có thể là họ vẫn dễ bị hiểu lầm trước hành động kiểu này. Và nếu như bạn coi tình ái là một cuộc chơi đầy thú vị thì tất cả mọi hành động của bạn chỉ nhằm mục đích chiếm được cô ấy, cô ấy sẽ sớm nhận biết điều này. Và có thể như bạn không có mục đích ấy, nhưng có thể cô ấy cũng sẽ suy diễn đến điều như vậy. Những chàng trai thân mật quá sớm sẽ không bao giờ coi người phụ nữ là người bạn gái cuối cùng đâu. Nên hãy nhớ rằng thân mật hay gần gũi chỉ ở một mức độ vừa phải, bởi vì đây mới là lần các bạn gặp nhau đầu tiên. Và một vài các hành động khác thể hiện quá xuồng xã, ví dụ như là mới gặp đã muốn cầm tay, muốn sờ eo phụ nữ chẳng hạn. Một người đàn ông không được phép chạm vào người phụ nữ nếu như cô ấy chưa đồng ý. Điều này thì là một thực tế, bởi vì việc chạm vào người khác là một điều tối kỵ. Theo một nghĩa nào đó thì đặt cánh tay của người đàn ông chạm quanh eo của một người phụ nữ không chỉ là một hành động khiếm nhã mà nó còn là một sự trêu chọc rõ ràng. Cho dù hành vi này là ngày xưa hay là kể cả bây giờ người ta có sống thoáng hơn thì đó vẫn là một hành động bị lên án. Nếu như hai người không phải là người yêu hay vợ chồng thì cả nam và nữ cũng nên giữ một khoảng cách nhất định trong lần gặp đầu tiên, đặc biệt là khi bạn đang muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy. Đừng tạo ra những cử chỉ, những hành động không đứng đắn như vậy. Nếu không thì giống như là bạn đang thách thức người phụ nữ vậy. Hành động tiếp theo nữa mà tốt nhất là bạn cũng không nên làm khi đối diện với một người phụ nữ,
đó chính là chỉ có khăng khăng nói về bản thân mình, sẽ không có gì dập tắt đi sự hứng thú của một người con gái nhanh hơn việc cứ tự tâng bốc mình lên mà không ngừng nghỉ. Dù là bạn có đẹp đến đâu đi chăng nữa, có giỏi giang đến mức nào, nhưng nếu bạn cứ chỉ thao thao bất tuyệt nói về những điểm tốt của bản thân mình, thì tôi tin không có một người phụ nữ nào họ cảm thấy hứng thú nói chuyện cả. Một số ít những người đàn ông bị ám ảnh về chính mình. Thực chất thì điều này cho thấy anh ta đang không tự tin về bản thân nên phải nói nhiều đến như vậy. Nếu như anh ta không có chủ đề nào khác hấp dẫn hơn ngoài việc nói về chính mình, và thế là sẽ không bao giờ có lần hẹn thứ hai. Hoặc là tệ hại hơn, đó là cũng đừng nói về người cũ. Không có một người phụ nữ, một cô gái nào muốn phải chịu một buổi tối nghe chuyện về người yêu cũ của người đàn ông mà cô ấy đang tốn thời gian để đi hẹn hò cả. Ngoài ra điều này còn cho thấy là bạn chưa thể quên được người yêu cũ, và chẳng ai có hứng thú để mà đi với những cái người lằng nhằng trong tình cảm như thế này cả. Tương tự, nếu như bạn đã ly hôn, đừng nói về vợ cũ hay nói về gia đình cũ. Tất cả những chuyện đã qua, hãy nên để nó được trôi theo dòng thời gian, không nên đào bới lại, trừ khi đó là những chủ đề thật vui vẻ. Đồng ý hoặc chỉ trích tất cả những gì người phụ nữ nói trong cuộc hẹn cũng là một điều khiến chị em phụ nữ cũng chạy mất dép. Bạn có thể lịch sự tán đồng nhiều ý kiến của nàng, nhưng không phải là tất cả. Việc đồng ý tất cả những thứ cô ấy nói cũng không phải là một ý kiến hay. Nếu như cô ấy nói rằng bóng đá chỉ là môn thể thao ngu ngốc thì hãy mạnh dạn phản bác. Đôi khi cô ấy chỉ đang thử bạn thôi. Và nếu như bạn cứ gật đầu tất cả những gì cô ấy nói, thì cô ấy sẽ nghĩ bạn là anh chàng không có chính kiến và chẳng có gì thú vị cả. Ngược lại cũng không nên chỉ trích tất cả những điều mà cô ấy đang đề cập. Đây là những anh chàng ghét mọi thứ về cuộc sống, và điều đó thường được thể hiện qua một cuộc hội thoại cực kỳ khó chịu. Cô ấy nói gì các bạn cũng phản bác. Bạn kể tất cả mọi điều mà bạn cảm thấy khó chịu về tôn giáo, về chính trị, về xã hội, về người này, người kia, về đồng nghiệp, rồi liên tục phân tích, liên tục chỉ trỏ, liên tục chỉ trích những người đó, những điều đó. Thì cho dù những điều bạn nói là có đúng đi chăng nữa, thì một người phụ nữ không bao giờ thích nghe về những điều đó cả. Cô ấy sẽ cảm giác bạn là một người ích kỷ, một người tiêu cực, hoặc là một người nhiều chuyện. Chính vì vậy hãy tránh những điều này nhé. Dùng điện thoại liên tục cũng là một điều mà các bạn không nên làm. Có thể bạn là một người rất bận rộn, nhưng nếu trong cuộc hẹn bạn cứ liên tục lôi điện thoại ra nhắn tin, nghe điện thoại, hoặc là tệ hơn là bạn sử dụng mạng xã hội, lướt Facebook, lướt TikTok, thì điều đó sẽ không nói gì được với cô ấy cả. Ngược lại là cô ấy cũng chẳng có chút ấn tượng gì với bạn, và thế là mọi kế hoạch đều đổ bể. Cô ấy gặp bạn là để nói chuyện, là để chia sẻ, chứ không phải là để bạn nhìn thấy cô ấy và cả hai nhìn thấy nhau sử dụng điện thoại. Cô ấy sẽ cảm thấy bạn hời hợt với cuộc hẹn này. Phụ nữ họ vốn tình cảm và luôn muốn người ở bên cạnh mình, cảm giác có sự gắn kết. Bạn có thể ngại ngùng hoặc là lơ đãng đôi lúc cũng được, không sao. Nhưng mà sự thờ ơ thì sẽ gửi đi một thông điệp hoàn toàn khác. Nó khiến cho phái đẹp họ cảm thấy tổn thương, không được tôn trọng. Và họ không muốn đầu tư thêm một chút thời gian, một chút công sức nào cho mối quan hệ này với bạn nữa. Và đương nhiên, bạn cũng sẽ không bao giờ có cuộc hẹn lần thứ hai với cô ấy nữa. Và điều cuối cùng, điều tối kỵ trong cuộc hẹn đầu tiên với người phụ nữ, đó chính là đừng bao giờ chia đôi hóa đơn. Đây là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Có một số tranh cãi về vấn đề này liên quan đến khái niệm bình đẳng. Tuy vậy, ở một số nước châu Á, nam giới thường hay nhận trách nhiệm thanh toán hóa đơn đầu tiên. Tôi nghĩ đây là một điều nên làm. Dù cô ấy có đề nghị chia đôi thì bạn cũng nên lịch sự từ chối. Hào hiệp một chút, bạn sẽ thu được những cái lợi khác lớn hơn rất nhiều. Đừng tỏ ra mình là một người đàn ông keo kiệt và quá sòng phẳng với người phụ nữ ngay trong lần hẹn hò đầu tiên. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng sự keo kiệt hay là buồn xỉn của người đàn ông thường sẽ bộc lộ rất rõ trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chia nhỏ hóa đơn một cách máy móc có thể cho thấy một thái độ tính toán, phớt lờ hoàn cảnh cá nhân và làm giảm niềm vui cho đi. Đương nhiên chúng tôi hiểu rằng trong tình yêu đúng nghĩa thì người nào cũng muốn cho đi nhiều hơn. Và đôi khi thì phụ nữ họ cũng vẫn có thể trả tiền cho cả hóa đơn nếu như hoàn cảnh góp phần quyết định. Lý tưởng của một mối quan hệ chính là sự quan tâm lẫn nhau, chứ không phải là bình đẳng ăn miếng trả miếng. Tôi không thể trả mà chính anh phải trả, không phải là như vậy. Nhưng mà những mối quan hệ mới được bắt đầu thì nên được nuôi dưỡng dựa trên sự tin tưởng và lòng tốt. Sự bẽ vàng và lo ngại về tương lai của mối quan hệ này sẽ lập tức xảy ra khi một người quyết định cùng nhau trả hóa đơn trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Bạn không cần phải thể hiện mình là một người đàn ông triệu phú khi mà trả tiền cho buổi hẹn này. Và việc thanh toán thuộc về nam giới cũng không thể hiện sự chi phối về nữ quyền. Chỉ đơn giản là người phụ nữ họ muốn được ưu tiên trong buổi hẹn hò đầu tiên, bởi vì hành động này ít nhất cho thấy đối phương đang muốn chi tiền về họ. Các bạn thân mến, như vậy là trong video chỉ hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những điều mà người phụ nữ họ thực sự sẽ trừ điểm rất lớn nếu như người đàn ông mắc phải trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi hẹn hò đầy ý nghĩa và thành công rực rỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn còn có điểm gì không thích hay điểm gì muốn chia sẻ với chúng tôi hay không? Đừng quên để lại những chia sẻ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.